một con Panasonic trợ lực zin size 24. Như mình nói rồi ha, những con 24 này thì 10 chiếc thì chỉ có được 1-2 chiếc thôi, ít gặp lắm, dành cho những cô dì chú bác mà nhỏ con á. Nhiều khi con nít mình á thì cái phát triển nó còn cao được, nhưng mà riêng những con 24 này thường là mình hay để dành cho các cô chú mà lớn tuổi, nhỏ con, từ 1m40-45 lên tới 1m6 là maximum thôi. Còn khi đã cao 1m55 đổ lên nữa thì bắt đầu đi 26. Những con này nhỏ nhắn, dùng cho cô dì chú bác nhỏ con, 1m40 là đạp được nó. Con này cái mã hàng của nó là X661. Anh chị em cứ con X61, 661 pin như thế nào, bảo hành như thế nào, sạc như thế nào, có thể gọi Zalo, không có tốn tiền đâu các bạn. X666661 là mình biết nó là cái gì. Thứ nhất, thứ hai nữa, dưới cái video này nó sẽ có một cái đường link chế độ bảo hành, pin, sạc, bao lâu, rồi video chi tiết đều có hết. Nếu anh chị em không tiện thì cứ alo trực tiếp cho nhanh, còn nếu không thì dưới video nó có đường link nha, anh chị em lưu ý với mình cái. Và con này là con trợ lực zin. Như mình đã nói rất nhiều, mình chỉ bán 3 đời gần đây thôi. Đời cao nhất, đời thứ hai và cái đời thứ ba là cái model đó các bạn. Bước qua đây model thứ tư. Đây. Và con này là con model thứ tư. Nhưng khoan cái đã, khoan rời video. Tại sao mình còn giữ nguyên bản của nó? Mình không cho lên tay ga. Những con đời thứ tư này thường mình hay cho lên tay ga lắm, nhưng mà tại sao mình giữ nguyên bản của nó? Thứ nhất nó là size 24. Thứ hai nữa cái máy của nó, nó đẩy kinh khủng lắm, nó đẩy không thua gì con thứ đời thứ ba hoặc thứ hai luôn á. Để mình cho các bạn cảm nhận được cái tải mà 78kg của mình, cái trọng lượng của mình mà nó búng cho các bạn thấy. Bởi vậy những cái con mà đời thấp á, mình hay giạt ra là lý do vậy. Cái bộ trợ lực của nó gần như yếu, nhưng mà cũng không hẳn. Chẳng hạn như con này là không hẳn nè, cái trợ lực của nó còn rất mạnh, cũng là do một phần người khách người ta ít sử dụng, giống như xe máy mình vậy thôi, đơn giản vậy đó. Và riêng như con này, các bạn có cái bộ khóa cổ của Shimano, các bạn lắc qua phải nó tự nó khóa cổ lại. Nếu mình để một chỗ góc nhà, đi chợ, đi búa gì đó thì khóa cổ lại, còn không nữa mở cổ ra để chạy. Giờ khi mình khóa cổ lại vậy cũng vậy, khó ai biết lắm, người ta dắt cũng không được mà chạy cũng không xong. Mình không nói chiều cao của mình nha, chiều cao của mình là không có hợp lý với con này. Lý do các bạn thấy càng lên cái chiều cao càng cao thì cái độ gần của ghi đông ông tăng với cái đầu gối này nó gần như chạm nhau, đâm ra mình chỉ khống chế là 1m60 đổ về thôi. Như các bạn thấy nè, mới có để chân lên thôi nè, mới có để chân lên nè, các bạn thấy nó chồm về phía trước à. Chưa nói đến động cơ, tắt hẳn đi thì nó phải là một chiếc xe đạp. Các bạn để ý 78kg mà đạp giống như không đạp, đúng không? Nó quá nhẹ. Cái nhẹ nó sẽ đi ngược lại với cái tốc độ. Nhẹ quá thì tốc độ không như nhanh, ngưng cái chân lại một nhịp, vô số 2, chân nặng hơn, xe sẽ đi nhanh hơn. Và lưu ý cứ mỗi lần muốn vô số trả số cứ ngưng cho chân cho mình là an toàn tuyệt đối phần số. Cảm thấy chưa hợp lý nữa, còn quá nhẹ. Số 3, nặng nữa mà xe sẽ đi nhanh nữa. Trả 2 nè, để mình làm liền, mình làm liên tục cho các bạn hình dung được cái độ nặng của chân. 3 nè, đúng không? 2 nè, 1 nè. Các bạn thấy cái sự thay đổi của cái dòng tua chân. 2 3 2 1. Đó, căn bản phải là một chiếc xe đạp trước cái đã, nhanh chậm nặng nhẹ tùy theo sức khỏe của anh chị em. Cảm thấy ông bà thường là mình thấy hay đi số 1, khớp gối của họ gần như tiêu hết rồi. Ông bà già mình cũng vậy, lớn tuổi rồi nhưng đi bộ còn chưa xong chứ đừng nói xe đạp.
Bởi vậy họ cần là họ cần cái nhẹ nhất, chứ họ không cần tốc độ. Nhẹ nhàng để họ di chuyển thôi, thể dục cà phê thôi. Còn số 2 nè, số 1 nè. Số 2 là thường mấy chị nè, mấy chị hay xài số này, các bé cũng hay xài số này. Còn muốn chạy nhanh thì cứ số 3. Và không nhất thiết phải là 1, 2, 3 như mình. Mình đang giới thiệu về chiếc xe, đâm ra anh chị em nào cảm thấy số nào hợp lý thì cứ để mà sử dụng, mặc định. Ông bà thì cứ để số 1, các chị cứ để số 2, vậy để chạy chạy hoài thôi. Không nhất thiết phải 1, 2, 3 như mình ha. Cái đó là cái đầu tiên. Tại sao mình nói là con này đời thứ tư mà nó ác là ác cái gì nè, các bạn thấy nè. Xe đạp thường, một lực xuống bàn đạp, không đi được đúng không? Nó là chiếc xe đạp mà, quán tính nó đâu có nhấn cái nó đâu có đi được. Nhưng mà khi mở điện nè, nhấn nè, đó các bạn thấy không? Không thua gì con đời thứ ba và đời thứ hai. Bởi vậy cũng tùy theo cái bộ máy các bạn, chứ không nói là cái đời xe nó sẽ quyết định được, cũng do người chủ và cái đời cái bộ máy của nó. Tại sao chiếc xe này mình không phá lên tay ga mà mình phải để trợ lực, nó quá mạnh. Con mắt trợ lực nó còn tốt đi, mình sẽ bẫy tới hai chỗ hai ông anh đó thì khoảng tầm 50-60 mét á, không biết nó bẫy nổi hay không. Nhấn các bạn thấy dư lưới luôn. Bây giờ mình nói rồi, mình là thằng ráp chiếc xe đạp, mình cảm nhận cả ngàn chiếc xe đạp rồi, mình biết cái máy nào máy mạnh, cái máy nào máy khỏe, nó là như vậy. Tại sao mình không khóa nó mà mình cũng giải thích là như vậy luôn. Còn khóa tốt mà, đó các bạn hãy nhấn nhẹ mà nó khủng khủng vậy. Sau đó là thử về đường trường ha, bắt đầu mình thử về cái tốc độ leo địa hình nè. Mình sẽ tắt máy, tắt điện thoại. Rồi không có điện đóm mà, cho các bạn cảm nhận được cái độ búng của động cơ. Các bạn thấy gần như là đạp không nổi luôn. Cỏ đơn giản thôi mà gần như đạp không nổi. Mở máy rồi coi, các bạn sẽ thấy được cái độ búng của nó nha. Nhấn nhấn và nhấn tiếp cái thứ ba, các bạn thấy đâu thua gì còn thứ ba và thứ hai. Và khi đi đường trường các bạn thấy nó nhẹ nè, nhấn là đã đi rồi. Nhưng bắt buộc phải đạp nha các bạn, đừng hiểu lầm nó là cái phần số này là phần trợ lực, không phải. Nó chỉ chọn cho sức khỏe thôi, sức khỏe anh chị em nằm ở mức độ nào thì nó sẽ cho mình chọn. Và trợ lực là bắt buộc phải đạp, họ đạp nó búng mình đi chứ không phải trợ lực là ngồi vặn ga. Như anh chị em mà hiểu lầm điều đó. Nên các bạn thấy cái trọng lượng của mình 78 kg, mà nếu các bạn thử nghĩ đi, người lớn tuổi thì họ chỉ khoảng 55 kg là tôi nói thiệt, maximum 60 kg là maximum. Thì cỡ con này nó đẩy thì như thế nào. Khóa cổ càng thắng nhôm, ghi đông không tăng nhôm. Phần số trong xe sẽ làm một cái rổ mới, xe là zin toàn tập, riêng cái rổ này là rổ mới. Đèn phía trước, đèn của Panasonic, vỏ ruột zin, niền thép không rỉ. Các bạn thấy dàn đồ nè,
Bây giờ do cái người sử dụng họ ít nhiều thôi, chứ chưa hẳn đời thấp là sẽ yếu đâu. Đùm trước đùm sau là mình đã mở bò hết rồi ha. Những cái điểm chày cũng không có đáng kể, càng thắng nhôm. Khung sườn thép của Panasonic về nó cốt yên nhôm, tăng chỉnh chiều cao được qua cái này. Như mình nói rồi, 1m45 là đạp được lên tới 1m6 tùy theo cái chiều cao. Mình sẽ cân đối cái phần này và cái phần này cho nó hợp lý với nhau. Giò nhôm và bàn đạp zin, lốc máy nhôm. Một cái yên zin ba ga dễ nóc. Đây là cái bộ phận quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ là nhờ anh này đây. Các bạn coi chớn đó nè. Không phải tự nhiên được vậy đó các bạn. Vệ sinh mỏ bò lại hết rồi. Nhìn thép không rỉ, cam inox, gỗ rụt zin của Bragetan, bộ thắng bi của Shimano. Các bạn xài gần như không thay bố thắng, không bao giờ thay bố thắng, không có bố thắng để mà thay. Nó bấu bằng 6 yên bi giùm đó. Và cái nút đen này là cái điểm vệ sinh của nó nè. Dầu hôi các bạn phóng vô, lấy đất cát ra, vô miếng nhẹ mở nhớt là xong. Cắt tay zin, đây là bộ tăng sên tự động, sên trùng tự căng luôn. Giò nhôm, bàn đạp zin. Các bạn bẻ bẻ vậy chứ nó kêu cạch cạch cạch, đừng có sợ nha, nó không có gãy đâu. Nó không có gãy, nó chỉ chạy trên cái lẫy thôi. Và cái của anh em cô dì chú bác quan tâm nhiều nhất đó là vẫn là pin. Nhấn mới cho lấy chìa khóa, mới cho mở cục pin. Nhà rộng, anh chị em sạc trên xe. Nhà chặt, các anh tháo, chị em tháo ra đem ra ngoài sạc. Ở trong cái cục pin này sẽ là một khối 8 ampe, 8 ampe mới 100%, cái tải 55 kg, cho chạy 25 cây số một lần sạc. Lưu ý 8 ampe, 55 kg, cho chạy 25 cây số một lần sạc. Sạc một lần 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi. Điện 220, ghim trực tiếp trên xe hoặc tháo rời ra như vậy để sạc. Khi các bạn sạc, chiếc xe nó vẫn hoạt động bình thường, phần cơ và phần máy nó không có dính dáng gì với nhau hết. Hai thằng này nó hoạt động độc lập nhau hết nha. Thằng cơ nó vẫn hoạt động, vẫn đập bình thường được hết, cho dù mình đang sạc pin hư hỏng, bất cứ thứ gì không có liên quan đến động cơ, phần cơ này hết. Có cơ, có điện vô thì nó sẽ hỗ trợ thôi. Đạp nó đúng, đạp nó đúng. Rồi, không hiểu gì thì cứ alo cái số điện thoại trên đầu video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.